Cảm ơn tất cả anh em đã dành ra chút thời gian quý báu của mình để quay trở lại và tham gia vào băng hải tặc bên Red. Giọt máu cuối cùng của vua hải tặc Roger có thể sẽ được tái sinh, tức là Ace sẽ có khả năng được xuất hiện trong quanh bay thêm một lần nữa. Nhưng những gì đã thấy, nó thuộc về thí nghiệm của Vergaben với những người máy Pacifista mới mang tên là Seraphim. Vừa rồi chúng ta đã được chứng kiến hai trong số những Seraphim có hình dạng của những thất vũ hải từ khi còn nhỏ. Chắc chắn sẽ còn những phiên bản Seraphim khác tồn tại. Đừng quên rằng Ace cũng từng được chính phủ nhắm đến cho vị trí thất vũ hải sau 2 năm ra khơi. Sức mạnh và danh tiếng của Ace thử hỏi ai mà không thèm khát cho được. Lệnh cả đầu trắng cũng muốn chinh phục Ace bằng mọi giá, bởi cả Ace có muốn lấy mạng của mình hơn cả trăm lần. Vậy thì câu chuyện này là gì? Nó sẽ diễn biến ra sao nếu như Ace được xuất hiện trở lại thông qua bàn tay của thiên tài Vergaben đấy? Và mình là Brett, người sẽ cùng anh em đi phân tích những chủ đề thú vị cũng như điên rồ trong quanh bay. Đừng quên cho tăng lực lượng của chúng ta lên 20.000 thành viên gia nhập băng bằng cách ấn nút đăng ký kênh nha anh em ơi. Seraphim được xem là vũ khí mạnh nhất của hải quân lúc này. Chúng được gọi tắt là SSG. Màn trình diễn sức mạnh của chúng tại Amazon Lily đã khiến râu đen xanh mặt, huống hồ gì là ai khác. Vậy tại sao chính phủ lại không lựa chọn đuôi cái gen của Roger để tạo thành một Seraphim mạnh mẽ như là vua hải tặc? Hẳn phải có những nguyên nhân thất vọng nào đó. Hãy xét lại về mốc thời gian. Khoảng 2-4 năm về trước, tổ chức Mars bị tìm thấy với những nghiên cứu vượt ngoài mong đợi của chính phủ. Nhưng để các thành tựu này rơi vào tay của các thế lực khác sẽ là hiểm họa. Thế nên lấy lý do là nghiên cứu ngoài vòng pháp luật, chính phủ cho chỉ bắt các thành viên trong tổ chức Mars. Đa số đều đã chạy thoát, riêng chỉ có Vergaben và Caesar Cloud là chấp thuận làm việc cho chính phủ. Khi này thì Roger cũng đã bị xử tử, khoảng cách là 2 năm trước khi họ gặp được Vergaben, nên việc giữ lại bất kỳ mẫu gen nào của Roger là không thể xảy ra. Nhưng sau đó, chính phủ cũng biết đến sự tồn tại của một người khác mang tên Ace, con trai của Roger. Thế là chúng ta lại có nghi ngờ trong việc hình thành lên một Seraphim mang dòng máu vua hải tặc. Tại sao lại không chứ? Ace căn bản đã có được khí chất của một bậc đế vương với sức mạnh đáng nể. Dù chỉ mới là một tân binh, nhưng danh tiếng đã vang dội khắp mọi nơi. Mặc dù chính phủ biết điều này, nhưng họ cũng không thể làm gì khác đối với Ace, vì anh ta là một hải tặc. Để truy bắt được Ace là cực kỳ khó khăn. Bắt đầu họ lập ra một kế hoạch muốn chiêu dụ Ace cho vị trí thất vũ hải. Bởi khi đó thì thất vũ hải là một trong số 3 lực lượng hùng mạnh nhất trong quân bị. Chỉ cần ngồi vào trong cái ghế đó thì Ace có thể tự do tung hoành mà không sợ phiền phức. Tuy nhiên Ace đã từ chối. Có vẻ như việc muốn anh ta làm việc cho thất vũ hải là một kế hoạch khá hoàn hảo cho việc lấy ma gen để tạo nên vũ khí con người SSG thông qua bàn tay của tiến sĩ Vergaben. Nếu các bạn để ý, những người máy Pacifista được lập trình để nhận dạng hải tặc thông qua nhận dạng và mức tiền chi nã của họ. Nhưng khi nhìn thấy Boa Hancock thì lệnh tấn công của chúng đã tự động hủy. Chuyện này xảy ra cách đây khoảng hơn 2 năm, tức là chính phủ đã lên một kế hoạch rất kỹ lưỡng để những Pacifista nhận dạng từng thất vũ hải thì mã gen của họ chắc chắn đã được lấy, được nghiên cứu. Sau đó, tích hợp vào trong hệ thống nhận biết của những Pacifista, chúng sẽ lọc ra các thất vũ hải. Như được nhìn thấy lúc này thì sẽ còn rất nhiều thất vũ hải khác tồn tại trong hình dạng SSG, chứng tỏ chính phủ đã lường trước được sẽ có ngày các thất vũ hải phản bội hoặc sa thải họ. Bởi dù sao thì thất vũ hải cũng là những hải tặc, chính phủ sẽ không thể nào dung túng mãi cho bọn chúng. Thế nên chính phủ đã cho tìm chủng tộc Lunaria với 100 triệu berry cho thông tin về họ, với khả năng sinh tồn bền bỉ trong các môi trường. Chưa kể khả năng chiến đấu của chủng tộc này cũng khá là khủng khiếp. Họ sử dụng ngọn lửa trên lưng của mình để làm khiên trắng, hoặc sẽ gia tăng tốc độ khi tắt ngọn lửa đi. Kèm theo đó, kết hợp với công nghệ từ trái quỷ của Kizaru, Pika Pika Nomi cho ánh sáng để biến những SSG thành cỗ máy hủy diệt. Vừa có ma gen của tộc Lunaria, vừa có ma gen của các thất vũ hải, vừa có trái quỷ của Kizaru để hình thành những chiến binh mạnh mẽ như là Boa Hancock và Mayhawk. Một nhát cắt của Seraphim cũng để lại một lỗ hổng lớn ở nữ như quốc. Phải có một sức mạnh kinh hồn mới hủy hoại được dễ dàng như vậy. Và nếu như Seraphim này liên tục thực hiện những đòn tấn công tương tự, thì khả năng hủy diệt là không lường trước được. Cũng được nhìn thấy như vậy, Seraphim Boa Hancock cũng tạo nên những vụ nổ chấn động bằng sức mạnh ánh sáng của Kizaru. Khả năng hồi phục bền bỉ của nó do mang gen của chủng tộc Lunaria và ngọn lửa. Hẳn phải cái Seraphim này cũng mang đặc tính đặc biệt nào đó từ gen gốc, tức là người được tái sinh. Ở trong 1061 vừa rồi, Vergaben đang muốn sử dụng khoa học áp đặt mệnh lệnh lên một con cá mập máy, nhưng con cá mập này vẫn có bản năng gốc là săn mồi. Nếu như đặc tính này được áp dụng cho con người, thì mỗi Seraphim lại có được bản năng của một thất vũ hải. Hãy để ý lại, rõ ràng bọn chúng đã chủ động tấn công để phá hủy nhiều thứ mà chưa nhận được mệnh lệnh nào. Cho đến khi Kobe ra lệnh thì nó mới chấm dứt chủ hành động của mình. Có vẻ như lập trình của những Seraphim này là bản năng chiến đấu của nó biến chúng thành những vũ khí hủy diệt. Trước đó thì Vergaben cũng đã sa thải Caesar Cloud vì hắn chế tạo một loại vũ khí chiến tranh. Giờ không thể nào Vergaben lại tạo ra một vũ khí tương tự được. Từ dữ liệu về con cá mập máy, có thể cho rằng SSG cũng không hẳn là tuân theo mệnh lệnh. Mặc dù chúng thay thế thất vũ hải, nhưng Aikainer cũng nói rằng SSG cũng sẽ có thể lật nghiêng hải quân. Giống như con cá mập máy này, nếu chúng trở nên mất kiểm soát thì tác hại không thể đo lường. Trở lại với Ace, anh ta bị râu đen bắt giao cho hải quân. Và trong quá trình này, chắc chắn Ace đã từng bị nhắm đến cho mục tiêu nghiên cứu. Rõ ràng, chúng ta thấy được các Pacifista thì khi này đã hoàn thành rồi. Hầu như tất cả những người bị nhắm đến vị trí thất vũ hải đều có nghi nhận liệu việc Ace được đề bạt cho vị trí này có phải là trở nên vô nghĩ. Nó giống như một hé lộ từ trước. Ace đã được biết là dòng máu cuối cùng của vua hải tặc Roger, một người có khí chất của đế vương với những nền tảng sức mạnh căn bản cực kỳ tốt. Khi Ace bị bắt thì cũng chính là thời điểm mà chính phủ có trong tay nhà khoa học thiên tài tiến sĩ Vergaben. Nghiên cứu này không thể nào bỏ qua được. Vậy thì những tác động gì xảy ra đối với thế giới nếu như có một Seraphim phiên bản Ace
rõ ràng đối với tổng thể hầu hết các nhân vật, thì việc nghiên cứu này của chính phủ đã tạo ra một chiến binh thuộc về phe công lý, những người cùng hải quân chiến đấu bảo vệ thế giới khỏi hải tặc. Dù cho những Seraphim này mang hình dạng của ai đi nữa, thì đối với đa số mọi người trên thế giới nó không quan trọng, mà tầm ảnh hưởng của Ace sẽ được áp đặt lên một số người nhất định. Tiêu biểu nhất là Garp, vì ông là người đã nhận nuôi Ace và chăm sóc cậu ta, thì như ý thác của Roger, không bảo vệ được cho mẹ của Ace là một điều cũng khá đáng buồn đối với Garp, vì hải quân lúc này đã săn lùng ráo riết giết bất kỳ người phụ nữ mang thai nào và sinh con. Thậm chí đến cả việc đứng trước mặt Ace ở đài hành quyết, ông cũng không thể nào bảo vệ được cho đứa cháu của mình. Nó là một sự đau khổ tột độ, một vết thương hằn sâu trong lòng ông. Giờ nếu chính phủ sử dụng hình ảnh của Ace khi bé để lai tạp ra một cỗ máy giết chóc thì Garp sẽ tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. Hành động này chẳng khác nào chạm đến những điều mà ông đã dằn vặt nhất. Mặc dù thế, với vai trò là một người lính hải quân thì Garp sẽ không thể làm bất cứ một hành động gì khác để chống lại chính phủ. Điều ông cần làm là mang đến sự bảo vệ cho những người dân vô tội, tránh khỏi thảm họa từ các hải tặc và các sự hà khắc khắc nghiệt đến từ chính quyền thế giới. Bản chất thối nát của chúng đã quá rõ ràng. Thiên Long Nhân lộng hành đến mức xem mạng người như cỏ rác. Dù mọi chuyện có xảy ra tồi tệ thế nào đi nữa, thì đối với bọn chúng, dù quân cách mạng có tấn công thì Garp cũng không nhúng tay thêm một lần. Bởi trước đó, ông đã bảo vệ cho Thiên Long Nhân tại trận chiến Gulf Valley, chẳng khác nào là một hành động dung túng cho tội ác của bọn chúng. Người thứ hai có thể cũng sẽ rất tức giận là Marco. Hành động này của chính phủ đã chạm đến nỗi đau của anh ta. Những gì xảy ra tại trận chiến Marineford đã dẫn đến cảnh băng rau trắng bị càn quét. Giờ lại nhìn thấy Ace, có vẻ như là Marco sẽ lại tái xuất giang hồ thêm một lần nữa, cùng với lực lượng băng mũ rơm dẹp bỏ chính phủ nếu như cuộc chiến đó thật sự xảy ra, dù cho anh ta đã tuyên bố mình ghét kiếm giang hồ. Cả San cũng vậy, anh ta sẽ khá là bất bình cho chuyện này. Dù sao Ace và San cũng đã gặp nhau, hai người đã cạn chén rượu như những người bằng hữu. Tuy nhiên thì San không có lý do chính đáng để bày tỏ thái độ trước chính phủ nếu như Ace thật sự được tái sinh trong một phiên bản Seraphim. Mà người tức giận tột độ nhất sẽ là Luffy mũ rơm. Cả hai người đã cùng lớn lên từ nhỏ và trở thành những người anh em thân thiết. Tại Marineford, Ace đã hy sinh bản thân của mình để cho Luffy được sống. Akainu đã giết Ace. Nỗi đau này sẽ được khơi lại khi mà Luffy nhìn thấy hình ảnh của Ace được sử dụng để làm công cụ chiến tranh cho chính quyền thế giới. Thật sự thì đây là một thời điểm nhạy cảm khi mà Luffy đang đến hòn đảo của tiến sĩ Vegapunk. Những thông tin mà vị tiến sĩ này hé lộ sẽ rất quan trọng để dẫn đến trận chiến tiếp theo mà mũ rơm phải đối mặt. Như các ad trước đó, thì Luffy chỉ đối mặt với những hải tặc có sức mạnh từ trái quỷ, và lần này là một câu chuyện khác, sức mạnh khoa học với những thành tựu rất đáng gờm. Chỉ riêng con cá mập ấy cũng đã khiến cho băng tứ hoàng Luffy lâm nạn. Nếu như không có sự xuất hiện của Vegapunk thì có lẽ Tàu Sunny giờ đã tan thành. Kẻ thù tiếp theo băng mũ rơm sẽ phải đối mặt là ai? Rất khó để trả lời vào thời điểm này. Quân cách mạng cũng đã đến lúc phải hành động sau khi giải cứu được Kuma và những bí mật mà ông nắm giữ. Đặc biệt hơn cả là cái chết của Sabo trên Lulucia. Tỷ lệ này xảy ra khá là cao. Nó sẽ là một ngòi nổ để cho băng mũ rơm cùng quân cách mạng tiên chiến với chính phủ. Một trận đại chiến lớn hơn Marineford sẽ nổ ra. Chưa kể cái chết của Sabo là do chính phủ gây ra. Cả Ace và Sabo đều bỏ mạng liên quan đến họ. Thì càng có thêm lý do để cho Luffy cầm phẫn, càng có lý do để cho Luffy tấn công. Nhưng trước khi cuộc chiến này nổ ra, thì băng mũ rơm có lẽ cần phải nâng cấp sức mạnh của mình lên. Bởi với lực lượng của họ hiện tại thì quá mỏng. Hợp tác với quân cách mạng là một cuộc chiến lớn, trong khi mọi thứ Luffy muốn là trở thành vua hải tặc và một ước mơ vĩ đại ở phía sau. Có vẻ Luffy cần thêm một lần tăng tiền chi nã nữa để vượt qua Roger, mà chính phủ bị dẹp bỏ thì ai bèn lệnh chi nã. Diễn biến ngày càng trở nên khó lường, nhưng nếu Ace được tái sinh trở lại trong hình dạng của Seraphim sẽ là một cú sốc lớn dành cho tất cả chúng ta chứ không riêng gì Luffy mũ rơm. Cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video này, và nếu như có bất kỳ một góp ý nào, hãy bình luận ngay ở dưới video này nhé.